Tập 25. Như vậy nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Ngôi nhà mặt trời của chúng ta và bà Hồ Mộng đều không có rắc rối gì. Nhưng mà mọi người yên tâm, tiền viện phí của bà Quế tôi sẽ tiếp tục thanh toán. Bà Hồ Mộng, tôi tôn trọng lựa chọn cá nhân của bà, nhưng mà trên góc độ pháp luật bà không còn cần thiết phải thanh toán khoản tiền này. Tôi còn một yêu cầu, hy vọng con trai bà Quế có thể tự mình đến thăm bà ấy. Nhưng bà Quế hiện tại vẫn chưa tỉnh. Tôi không cho rằng con trai bà ấy bây giờ tới có ích lợi gì. Đây không phải là vấn đề ích hay không, mà là đây là việc nên làm. Đương sự của tôi, anh ấy đến hoặc không đến là tự do anh ấy. Tôi cảm thấy không có gì không thỏa đáng, nhưng trên mặt đạo đức là không thỏa đáng. Tôi là luật sư. Tạm biệt. Cậu ta có ý gì vậy? Chính là pháp luật không quản được chuyện đạo đức. Các ông các bà, tới ăn hoa quả đi. Tam sản, nhiều hoa quả vậy? Từ hoa quả sơn xuống đó à? Không phải, cháu mua. Ai mua? Ai mua vậy? Anh Đại Muội Muội, quần áo hồi hương rồi. Đây phải ngày lễ hay Tết gì? Khách sáo quá. Nói bớt mấy câu đi. Chào mọi người. Thời gian trước tôi mang đến cho mọi người không ít phiền phức. Hôm nay tôi ở đây nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Tôi nghe Tam Sản nói mọi người đã bỏ rất nhiều phiếu cho tôi. Cảm ơn. Like. Để bày tỏ thành ý của tôi mua chút ít hoa quả cho mọi người. Chúng cháu vừa nhận đại ngôn của quán dược lý trị liệu, tranh thủ lấy cho mọi người rất nhiều phiếu trải nghiệm miễn phí, ông giác, massage chân, cái gì cũng có. Xem ra mọi người vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi xem nào. Ông giác, massage. Được đó. Anh còn có cả cái sở thích này à? Nói gì vậy? Sở thích bồi đắp lúc nào chẳng được. Massage. Tới đi. Chúng tôi cũng xin hưởng chút tiền khí của anh Đài Muội Muội. Nào, hoa quả cũng được. Phía sau. Đây đẹp không? Đẹp cái gì? Lão Lý, Lão Dương, tới đây. Hai người làm gì đó? Bảo đến giúp tôi quay một cái video. Nào, nấu lẩu thôi mà. Sao còn quay cả video? Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi cô Hồng Mộng, cũng muốn tự cảm giác làm người nổi tiếng trên mạng. Đúng. Tôi còn rất nhiều chiêu lớn. Mau, còn nhiều chiêu gì? Nhìn thấy chưa? Một lát hơi nóng bốc lên, trong trống này sẽ quay. Lẩu Chicago chín rồi, trong trống sẽ tự dừng. Cái này của chúng tôi học theo cách ăn lẩu của anh Hầu. Được đó, anh quay đẹp vào. Chúng tôi lát nữa còn phải tải lên. Hơi nóng bốc lên rồi, trong trống quay rồi. Nào, cùng tới đây. Giờ bốc kiểu, xoay rồi. Mấy giờ rồi? Bà tỉnh rồi. Y tá, người tỉnh rồi. Tỉnh lúc nào vậy? Hơn 1 giờ sáng. Sao anh không nói với tôi? Nửa đêm rồi, tôi sợ làm việc cô nghỉ ngơi. Chuyện lớn như vậy, còn ngủ cái gì chứ? Tình hình sao rồi? Chúc mừng. Bệnh nhân tỉnh rồi, đây là dấu hiệu tốt. Làm tôi hết hồn. Vừa rồi anh vừa lắc đầu vừa thở dài, bởi vì điều tiếp theo tôi nói không phải tin tốt. Người tỉnh rồi quan trọng hơn mọi thứ. Anh nói đi. Trước tiên, bệnh nhân không những có chứng Alzheimer mà còn có dấu hiệu tinh thần bất ổn, mức độ nghiêm trọng không dễ suy đoán. Nhưng mọi người cần tâm lý chuẩn bị, đừng kích thích bà ấy. Trước kia bà ấy thường xuyên nhận nhầm người. Triệu chứng cụ thể của mỗi người đều mỗi khác. Nếu bà ấy đột nhiên ném đồ, đừng quá kinh ngạc. Thứ hai, bệnh nhân có di chứng hậu trúng gió, hai chân gần như mất cảm giác, sau này sẽ có khả năng bị liệt hoàn toàn. Có chữa được hay không? Cậu chắc chắn muốn chữa sao? Quá trình tập luyện hồi phục cần phải có nghị lực mạnh mẽ của bệnh nhân. Rất nhiều người già đều không kiên trì nổi. Hơn nữa cho dù có kiên trì được cũng không hoàn toàn có hiệu quả. Cho nên tôi mới hỏi, có chắc chắn muốn người già trải qua quá trình đau khổ này để gắn lấy một kết quả chưa hề biết rõ hay không? Chúng ta hoàn toàn không thể quyết định cho bà Quế được. Vẫn phải đi hỏi con trai bà ấy. Bà còn nhớ cháu không? Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu. Bà gọi cháu là Ngạn Tổ đi. Cháu là thằng cháu tối của bà mà. Cháu mua cho bà quýt mà bà thích ăn nhất. Bà nếm thử đi. Tôi không ăn quýt. Tôi không ăn quýt. Tôi không thích ăn quýt. Tức chết tôi rồi. Tôi nói cậu nghe. Mà ra ngoài đi. Cô lại sao vậy? Tôi không thích ăn quýt. Con trai bà ấy không tới. Muốn chúng ta hỏi ý của bà ấy. Nếu như bà Quế tự mình muốn làm hồi phục thì anh ta cũng phải tự nguyện bỏ tiền ra. Vậy còn nghĩa lý gì nữa? Ai tới vậy? Bà Quế. Là cháu Tiểu Muội. Bà nhìn xem. Tôi không quen. Cháu là Diệp Tiểu Muội. Lâm Tố Phân là bà nội cháu. Cháu là cháu gái của Lâm Tố Phân. Không nói, hai người thực sự rất giống nhau. Bà vẫn còn nhớ bà nội cháu? Đương nhiên là nhớ rồi. Bà với bà nội cháu tình cảm sâu đậm lắm. Bà ấy còn khỏe chứ? Cháu gọi bà ấy đến. Bà nhớ bà ấy lắm. Bà ấy qua đời rồi. Nhưng mà cháu có nói cái gì? Bà ấy qua đời rồi. Trước lúc đi bà nội cháu bảo nhất định phải chăm sóc tốt cho bà. Bà cứ coi cháu như là cháu gái của mình, được không? Bà ấy qua đời rồi. Qua đời rồi. Bà Quế, bác sĩ nói chỉ cần bà làm hồi phục tập luyện là bà có thể xuống giường đi lại. Bà có đồng ý làm không? Có phải tiêm không? Có đau không? Hai ông chủ lớn, các anh xem mấy comment ở đây đi, đều là đánh giá tệ. Cô Hồ à, trên mạng loại người nào cũng có, không cần để ý bọn họ. Đúng đó. Nhưng người ta nói mấy cái dòng của các anh đều là bị nứt, là hàng không lành lạnh. Lúc chúng tôi phát hàng đều là còn nguyên vẹn. Trong quá trình vận chuyển bị nổ dở. Nên tìm công ty chuyển phát, không nên tìm chúng tôi. Đúng đó. Các anh xem, chuyện này có thể thương lượng lại với người ta, xử lý chuyện này không? Đúng rồi, người ta nói dịch vụ khách hàng của các anh hoàn toàn không nhận điện thoại của người ta. Anh bảo người ta không nhận được sao? Không giấu hai anh, đến tôi còn bị chửi theo. Cư dân mạng không lý trí, chỉ chiếm phần ít. Kệ bọn họ mấy ngày đi. Các anh xem như vậy được không? Không được, anh cho người ta trả hàng. Cái gì? Trả hàng? Vậy tổn thất của chúng tôi phải làm sao? Như vậy chắc chắn không được. Đúng đó. Nếu như làm như vậy, chuyện này không dễ dàng mà xong đâu. Chúng ta luyện thêm chút nữa nhé. Xem có người đến thăm bà nè. Chị Quế, hôm nay tiến bộ rồi. Nào, xem đây là phần thưởng tôi cho chị. Có thích không? Chị là ai? Tôi không biết chị. Được. Vừa mới một ngày lại không biết tôi rồi. Tốt mà. Mỗi ngày có cảm giác mới mẻ. Mới mẻ. mới mẻ quá. Tôi nhớ ra rồi, là chị, cái người hát kịch trên điện thoại. Chị hát hay lắm. Tôi nói chị nghe, cái đá ngọc chị bán đó tôi thích lắm. Chị mang cho tôi một cái được không? Được, ngày mai tôi mang cho chị một cái. Được, cảm ơn nhé. Nào ăn hoa quả đi, chị tốt quá. Chịu khó dưỡng bệnh. Tốt quá. Diệp Tử, qua đây. Tôi nói có nghe chuyện này. Không nói thì thôi, nói đến thì tôi giận không biết để đâu cho hết. Tôi không làm việc này nữa. Hôm nay phải nhìn sắc mặt người này, ngày mai phải nhìn sắc mặt người kia. Còn sợ nói sai chỗ nào. Ngày mai tôi bàn với Tam Sản. Chờ khi bà Quế ra diện, tôi không làm nữa. Anh ta nỡ bỏ phần trăm hoa hồng đó sao? Tôi chẳng biết cậu ta nỡ hay không nỡ. Cái công ty đó bây giờ còn chẳng quan tâm đến phần chia, tôi còn quan tâm nhiều chuyện vậy sao? Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói với cô. Tôi vẫn muốn về viện dưỡng lão, ở đó nhiều người náo nhiệt. Chỉ cần một câu nói của bà thôi, chỉ cần bà muốn, cửa viện luôn sẵn sàng mở. Bà nói xem bao nhiêu fan của bà đều ở đó. Ông hầu ngày nào cũng chờ, thành lập hậu viện hội cho bà đó. Đủ rồi, đừng nghe ông ấy nói phét. Chúng cháu cũng được hưởng ké tiếng thơm rồi. Tới lúc đó mượn danh của bà tuyên truyền cho viện dưỡng lão chúng cháu. Đơn giản, chuyện này cứ để tôi. Đây là viện dưỡng lão Mặt Trời của chúng tôi. Bao nhìn xem, ở đây cây cối tùm, hoa cỏ khắp nơi. Nói cho mọi người biết nhé, hôm nay có một việc tốt, chính là bà Quế của chúng tôi đã xuất viện rồi. Mọi người xem đi. Bây giờ đang chơi cờ. Một người tên là Beethoven, một người tên là Edithson. Hai người này ở viện dưỡng lão của chúng tôi nổi tiếng là chơi cờ dở. Mỗi ngày đều chơi thua. Về nhà rồi, về nhà rồi. Đây là nhà của tôi sao? Đương nhiên rồi. Ngoài có thêm một món đồ, những cái khác đều y hệt như cũ. Cái này cũng mang về. Vẫn phải luyện à? Cái này không luyện thoái hóa càng nhanh đó. Không muốn luyện nữa. Cháu nói bạn nghe, cái này người thường không dùng nổi đâu. Không luyện là uổng phí lắm. Đúng vậy, lần này con gà trống sắt chịu rút lông rồi. Đây là hàng triển lãm giảm 50%. Viện trưởng Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, tôi đã chụp xong hết bên ngoài rồi. Lát nữa tôi nghỉ ngơi, chụp thêm từng căn phòng và nhà ăn của chúng ta. Được. Em gái, bọn chúng mang cả đống máy kia kìa. Tốt quá. Không muốn luyện nữa. Nhưng mà đây là tấm lòng của hai đứa cháu trẻ với chị. Không luyện sao được. Luyện tốt. Chúng ta đi đâu nào? Xin lỗi, tôi quên rồi. Đi nước ngoài. Đúng, đúng. Đi nước ngoài du lịch. Xem hổ, cưỡi ngựa. Tôi lập công lớn như vậy, sao còn ăn cái này? Quán này có phải có cổ phần của cô không vậy? Đừng có mà kén cá chọn canh với tôi. Muốn ăn ngon, tự đi mà mua. Tôi đang phải tiết kiệm chỗ tiền lương 10 vạn kìa. Gần đây cũng kiếm được đâu ít. Đó là việc làm thêm. Ngôi nhà mặt trời mới là nghề chính của tôi. Có giác ngộ này tốt lắm. Cô Hồ nói không định nhận quảng cáo nữa. Không nhận nữa. Chờ khi chỗ hợp đồng này đến hạn, bà ấy có thể trở về làm bà lão vô tư vô lự, ca hát nhảy múa, dắt chó đi dạo. Đây mới là niềm vui thuộc về bà ấy. Tóm lại, những người già đã nghỉ hưu đều là những người già có cống hiến với xã hội. Cho nên bọn họ nghỉ hưu thì nên nghỉ ngơi cho khỏe, vui vẻ, khỏe mạnh. Vậy là đủ rồi. Khi nào tôi mới có thể nghỉ hưu đây? Nào, chúng ta cùng tới hiện trường phỏng vấn một người bị hại. Ông lão, ông lão, ông cũng là người bị hại của việc này sao? Tôi xem cái quảng cáo này mới đến đây. Vậy xin hỏi, ông làm sao phát hiện cửa tiệm này? Nhìn đi, tôi thấy đám người đó đều cùng một ruột. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Cảnh sát đã tiến hành điều tra việc này. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tin tức. Tiêu rồi. Phim được thuyết minh bởi iDrama Huace TV Vietnam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô à, hôm qua đã dây cả ngày rồi, hôm nay sao lại tới nữa? Cô xem, vậy là ở đây cũng chẳng có giải quyết được vấn đề gì. Đúng đúng, cô an tâm về nhà đi. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý, được không? Cảm ơn, cảm ơn. Cô Hồ, cô đi đi lại lại làm chúng tôi chóng mặt quá. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Mẹ, tìm được người chưa? Con gọi điện cho anh ta rồi vẫn không bắt máy. Con nghe người khác nói anh ta đã bán nhà từ lâu rồi. Nhà bây giờ là đi thuê. 2 hôm trước anh ta đem đồ có giá trị dọn hết đi rồi. Đây là có âm mưu từ lâu rồi. Trời đất ơi, sao con quen toàn đám người lộn xộn không vậy? Con cũng không quen biết hắn. Là bạn con nhờ cậy giới thiệu tới. Mẹ nói con biết, người bạn đó của con hại chết mẹ rồi. Con xem đi, con xem đi. Xem bây giờ mấy lời ở trên mạng đều là gì? Mắng mẹ gần chết rồi đây. Trời ơi, phải làm sao đây? Alo, cậu là ai? Bố mẹ cậu có dạy cậu hay không? Ăn nói cái gì vậy? Tôi hỏi cậu, cậu sao có được số? Cô Hồ, cậu ta làm sao có được số điện thoại của tôi? Cậu ta làm sao có số điện thoại của mẹ vậy? Con làm sao biết? Cậu làm sao có được số điện thoại của tôi? Cô Hồ, cô mau tắt điện thoại đi. Đừng kích động, đừng kích động. Mau đặt điện thoại xuống để con bắt đi. Không thể nói với đám người này đâu. Mau tắt đi. Mấy cái bình luận trên mạng gần đây cũng đừng xem nữa. Đúng vậy, không được. Tắt máy lỡ như có chuyện gì, phải làm sao đây? Bây giờ tốt nhất là im lặng dàn xếp. Tốt nhất là im lặng dàn xếp. Tôi cũng là người bị hại có đúng không? Đúng đúng. Hơn nữa bọn họ cũng làm hỏng hình tượng của tôi mà. Đúng vậy, chờ khi cảnh sát bắt được bọn họ, chúng ta sẽ kiện anh ta. Đúng đúng đúng. Tôi thấy con trai của bà Quế, thuê luật sư kia cũng được lắm. Cô cứ thuê luật sư đó, đảm bảo thắng. Vậy thì quyết định như vậy nhé. Mấy người cứ thuê luật sư đó cho tôi. Chị Quế, ra ngoài có thấy vui không? Vẫn phải ra ngoài dạo chơi, không thể cứ ở mãi trong nhà. Phải phải. Vui lắm, vui lắm. Lát nữa tôi cũng phải nghe cô hát kịch. Nè, chị Quế, có muốn nghe tôi hát kịch nữa không? Có, tôi muốn nghe cô hát kịch. Muốn nghe tôi hát kịch thì tôi có một điều kiện. Chị qua kia ngồi nghe. Không, nè nè. Hai chúng ta đỡ chị. Chị sợ cái gì? Đúng đó, nào nào nào. Nào nào, hai chúng ta đỡ chị. Tôi không đi nổi. Đừng sợ, đừng sợ. Nào, nào. 1, 2, 3. Đứng lên. Tôi. Nào, bước đi, bước đi. Bước đi, nào. Đi, đi, đi. Xem kìa, xem kìa. Giỏi lắm. Đi được rồi chứ. Bây giờ có bà. Suốt ngày dục bà ấy tập luyện. Không thì không đến được cỡ này. Ai bảo hai chị em tôi thân nhau chứ. Thân nhau. Tôi thích cô. Tôi cũng thích chị. Đây không phải minh tinh nổi tiếng trên mạng Hồ Mộng sao? Đúng, chuẩn luôn. Là bà ấy nhỉ? Bà ấy đúng chứ? Đúng, chắc chắn luôn. Đúng là bà ấy nhỉ? Đúng không nào? Đúng không nào? Ông Hầu về nhà thôi. Đi về nhà, không về. Tôi còn phải nghe cô ấy hát kịch. Chị Quế mang về nhà thôi. Hôm nay tôi không thấy khỏe. Để hôm khác hát cho chị nghe. Bà Hồ Mộng đúng không? Tôi nhìn là nhận ra ngay. Phòng dược lý trị liệu của bà làm đại diện, lừa tôi hơn 200.000 tệ, khiến bà nhà tôi. Suốt ngày chửi tôi. Tôi nói nè, ông bị người ta lừa, liên quan gì đến tôi? Sao lại không hả? Chúng tôi tin tưởng bà quảng cáo giúp họ, chứ không sao tôi lại bỏ nhiều tiền vào đó. Thế này đi, lừa đảo, ông đi báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Đúng bà, đúng, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Bà nói chuyện không có tí trách nhiệm nào luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đứng lại, đứng lại. Mặt trời ném quả bóng may mắn cho Ôn Lĩnh. Mặt trời khiến hồ đá trần cổ phút chốc bừng sáng. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2000, 6 giờ 46 phút, trên lãnh thổ 9,6 triệu km của Trung Quốc, trong lòng của 1,2 tỷ người, khắc ghi sâu sắc đích đến của luồng sáng đầu tiên ở lục địa tổ quốc. Trần Thạch Đường, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Sao lại rơi xuống vậy? Để đi xem thử. Tìm thấy rồi. Ai đã làm dở kính nhà tôi? Mấy đứa đừng có chạy. Có phải mấy đứa làm dở không? Đứng lại. Nè nè, bà già, bà làm gì vậy? Có phải cậu làm dở kính nhà tôi không? Bỏ ra. Bà không bỏ ra thì tôi không khách sáo đâu. Cậu không khách sáo thì làm được gì? Cậu mà dám động thủ, tôi sẽ báo cảnh sát. Có phải cậu làm dở kính không? Làm gì vậy? Bỏ con trai tôi ra. Mẹ, cô là phụ huynh của nó hả? Nó làm dở kính nhà tôi rồi. Chuyện gì đây? Con chơi Ron vô tình đụng trúng cửa sổ nhà bà ấy mà bà ấy xuống dặn dẹo rồi. Gì mà ăn vạ hả? Chị nó có tí thôi mà, nước thiệt phải dở rồi. Bà giành máy móc của chúng tôi làm gì? Lớn già đầu rồi, mọi người đến xem nè. Bỏ tay ra. Thái quay, đừng có hiểu lầm được không? Cậu phát sóng trực tiếp. Cậu quay lén tôi không quay bà. Cậu, bà nói chuyện phải có chứng cứ chứ. Bà già, tôi không quay bà, có gì đáng gờm chứ. Quay bà làm gì? Người nổi tiếng à? Muốn hại bà chắc. Người nổi tiếng mà ý thức vậy. Bà có gì đáng gờm chứ, tôi đâu có quay lén bà. Nói lý lẽ đi được không? Đã hỏi hết những người trong diện rồi. Không ai đăng ký ở phòng vật lý trị liệu. Trước đó, bác Câu Hưng và mấy người đi cũng toàn dùng phiếu đội của Hồ Mộng cho. Vậy thì tốt. Nhưng chuyện Hồ Mộng về chị dưỡng lão, chị thấy nên trì hoãn thì hơn. Chị sợ gây ảnh hưởng xấu à? Không phải sợ, mà là đã có ảnh hưởng xấu rồi. Em tự xem đi. Nơi này cây xanh bóng mát, hoa cỏ khắp chốn. Bà Quế ra viện rồi. Hôm nay có gì vui không nào? Em gọi điện cho bà ấy. Không cần gấp như vậy đâu. Nếu bà ấy đề nghị về viện dưỡng lão nữa thì em khuyên nhủ bà ấy. Khuyên bà đừng về sao? Em gọi điện cho bà ấy là để kêu bà ấy về. Cái gì? Giờ mình bà ấy ở nhà, con trai bà ấy lại đi làm, lỡ có chuyện gì thì sao? Dù gì bà ấy ở đây cũng có người chăm sóc. Em đâu phải đội cứu hỏa. Ở đâu có nguy hiểm là chạy đến đó vậy. Bà ấy đã ở trong biển lửa rồi, còn không cứu ra thì thành cái chết không cứu đó. Cô Hồ, tôi là con trai bà ấy. Mẹ tôi biến mất rồi. Xem nè, đây là thứ mẹ tôi xem. Chỗ này cây xanh bóng mát, hoa cỏ khắp nơi. Nói mọi người hay. Đã nói đừng để bà ấy xem điện thoại mà. Trên mạng nói đủ thứ hết. Tay ở trên người bà ấy, muốn xem thì tôi cũng đâu quản nổi. Đừng nói mấy lời vô bổ nữa. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Cảnh sát nói hiện thời không có chỗ bà ấy, không thể định vị được, chỉ định kiểm tra máy quan sát khi mình đi tìm. Chia ra tìm. Có gặp cô Hồng không? Sau khi đón con chó đi, bà ấy không quay lại nữa. Cảm ơn nhé. Không có gì. Phục vụ, tính tiền. Được. Alipay hay WeChat đều được. Điện thoại hết pin rồi, trả tiền mặt đi. Cô là cô Hồ Mộng. Cô nhận nhầm người rồi. Không thể nào, tôi theo dõi cô lâu lắm rồi. Không ngờ trốn đến đây cũng bị nhận ra. Cô đang trốn đám người chửi cô trên mạng sao? Hèn chi dạo này cô không update gì. Có phải cô cũng cảm thấy tôi cùng một ruột với đám người lừa đảo kia không? Không, cô Hồ, tôi thấy chuyện này cô quan lắm. Thật sao? Thật mà. Cảm ơn cô. Đừng xem nữa. Chị không biết đâu, trên mạng có hết mấy vụ khiến cô Hồ bà Quế tức giận. Phải nhập viện. Xem thì càng tức hơn thôi. Bảo em đừng xem rồi mà. Thôi nào, chị cho em làm gì đó đi. Trong lòng em có chuyện tốt, có chuyện tốt. Ông Hậu, xem nè, xem nè, xem nè. Trường Thanh livestream. Xem đi, xem đi. Còn nói muốn trả tiền cho phòng vật lý trị liệu. Tôi chỉ muốn chuyện này mau trôi qua. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, vừa tiếp xúc internet, bà ấy không thể, bà ấy không biết cách phân biệt, không có khả năng phân biệt được bọn lừa đảo, cho nên mới làm người đại diện. Con người không phải bậc thánh hiền, đâu thể không phạm lỗi. Tôi mong là cư dân mạng có thể bỏ qua cho mẹ tôi. Bà ấy đã mất tích mấy ngày rồi. Tôi rất lo lắng. Xin mọi người đó, xin mọi người đó. Đầu bếp tan làm rồi. Sủi cảo này chị cũng ngon lắm. Ăn tạm đi. Không phải số tiền nhỏ. Anh phải làm sao? Bán nhà. Nhà anh đang đợi di dời mà. Nỡ thật sao? Đó là mẹ ruột của tôi. Chỉ cần bà ấy bình an. Nhà có quan trọng gì. Uống từ từ thôi. Alo. Đúng đúng, tôi là con trai của bà Hồ Mộng. Tìm được rồi sao? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tôi ở đâu? Mẹ anh là ai? Hồ Mộng, Hồ Mộng đó. Hồ Mộng. Bà ấy làm sao? Ở phòng nào? Không rõ, đây là chuyện riêng tư của khách. Tôi là con trai bà ấy. Có gì mà riêng tư, đừng chơi nữa. Màu dắt thử xem, không thể tiết lộ thông tin của khách. Với lại, tự dưng anh giết điện thoại người ta vậy. Ở nè, tôi đang lo lắm. Tôi tìm mẹ tôi lâu lắm rồi, cảnh sát. Hãy hỗ trợ công việc của chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, bà ấy ở phòng số 1. Lúc sáng đã ra ngoài rồi. Danh lợi gì chứ. Con người không thể nhìn toán với những thứ này thì sẽ xui xẻo. Mẹ. Trời ơi, sao mình còn bị lừa ảo giác vậy? Mẹ, mẹ đừng nghĩ quẩn. Mẹ. Trường Thanh. Mẹ. Mẹ hại chết con rồi. Mẹ không hề hại con. Cả đời mẹ Chưa từng bị ai chửi rủa như vậy cả. Cô Hồ, mẹ đúng là sống hết nổi rồi. Cô Hồ, chuyện đã qua rồi. Không ai chửi cô nữa. Cô đừng lừa tôi nữa. Cô Hồ, không lừa cô. Cô tự xem đi. Không, tôi không xem. Cả đời tôi không muốn thấy nữa. Không xem, không xem. Trường Thanh đã bán nhà rồi. Tiền đã trả hết cho những khách hàng bị lừa rồi. Thật đó. Anh ấy còn trở thành người con tốt trong lòng mọi người. Mọi người khi anh ấy có trách nhiệm. Không ai trách cô cả. Mẹ ơi, thật đó. Phải. Con còn phải cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ cho con được làm đứa con trai tốt một lần. Con trai. Mẹ hại con khổ quá rồi. Mẹ ơi, cô Hồ, tiền có thể kiếm được mà. Cháu trả nợ suốt mấy chục năm rồi, chẳng sao cả. Đúng đúng, cô Hồ, cô yên tâm đi. Đợi chúng tôi bắt được tên lừa đảo, bắt hắn bồi thường tổn thất, được chứ? Đồng chí cảnh sát, các cậu bắt được kẻ lừa đảo thật chứ? Được chứ, chắc chắn luôn. Đã truy nã toàn quốc rồi, hắn không thoát nổi đâu. Vậy thì cảm ơn cậu. Đã vậy thì tôi khoan hẳn chết ngay lúc này. Lại đây. Chậm thôi, chậm thôi. Dũng hết chân rồi. Chậm thôi. Mẹ. Mẹ. Con trai. Bán nhà rồi. Hai mẹ con mình sống ở đâu đây? Ngôi nhà mặt trời lớn như vậy, còn sợ không có chỗ cho cô ở sao? Mẹ ơi. Không sao đâu mẹ. Đây là nhà mới của chúng ta. Thích không nào? Nào. Thế nào? Nhà cũ quá vậy. Toàn mùi. Có wifi không? Nó rẻ mà. Quan trọng là vị trí tốt. Đến chừng chúng ta trang trí thật đẹp sẽ thành nhà mới. Tiểu Bảo, mẹ định làm một cái tivi thật bự ở đây. Chúng ta mua một cái tivi 80 inch. Hàng ngày mẹ có thể xem cùng con phim Disney. Con nhiều bài tập lắm. Đến lúc ngủ cũng làm chưa xong. Thời gian có tâm trạng đâu mà xem tivi với mẹ. Vậy thì cuối tuần xem. Chỗ này mẹ định làm cái quầy nước. Không có rượu, chỉ có đồ uống con thích uống. Con muốn sống sao cũng được. Cô giáo con nói uống nhiều đồ ngọt thì không tốt cho sức khỏe, mất hết canxi trong cơ thể, không cao lên được. Vậy thì chúng ta làm kệ sách, để sách mà con thích lên đó, rồi làm bàn học cho con làm bài tập. Mẹ muốn con học bài tập ngay trước tivi. Đến lúc họp phụ huynh mẹ không khóc là được. Sao mẹ cười vậy? Mẹ nên giận mới đúng. Sao mẹ giận được chứ? Con cho mẹ đi họp phụ huynh rồi. Mẹ vui quá. Buổi họp phụ huynh là buổi phê bình. Có phê bình thì mẹ cũng vui. Đi đi. Phòng ngủ mẹ định dọn dẹp cho con. Nào nào. Không có tác dụng. Đây chính là bà chủ của tôi, bà Quế. Là tôi. Bên ngoài có cô gái tìm cậu, trẻ lắm. Vui quá. Quay cũng tốt ghê. Mau lên, Trường Thanh. Người ta đang đợi ở sảnh kìa. Chuẩn, ông Hầu. Tìm anh kìa, ra xem có được không. Vậy con ra ngoài đi mẹ. Trường Thanh. À, Lâm, sao đến đây vậy? Sao? Không chào đón em sao? Có chứ, rất chào đón. Em thấy livestream trên mạng rồi. Không ngờ đã qua nhiều năm rồi, tính anh không khác tí nào. Thì anh vẫn là chàng thiếu niên khi xưa, không thay đổi chút nào. Cô này là ai vậy? Là mối tình đầu của con trai tôi. Hồi xưa tôi kiêu ngạo chia rẽ hai đứa nó. Sao bà lại chia rẽ người ta vậy? Ông không biết đâu, hồi xưa con trai tôi đẹp trai lắm. Con gái của xưởng trưởng, cô xưởng khoa gì đó, rất là nhiều người. Tôi muốn tìm cho nó một người giúp được nó trong sự nghiệp. Kết quả thằng nhóc này chẳng thích ai. Tôi thấy hai đứa này được. Được đó. Cái gì mà được chứ? Người ta ở nước ngoài đã nhiều năm rồi, nói không chừng đã kết hôn rồi. Tôi tin vào cặp mắt của mình. Hai đứa này chắc chắn là ổn. Đừng chia rẽ người ta đó. Chắc chắn là ổn hả? Ổn. Tôi kệ nó. Giờ tôi nghĩ thoáng rồi. Con cháu tự có phúc của mình, tôi không quản tụi nó đâu. Thì đó, cuộc sống hạnh phúc của người ta, mình chúc phúc là được. Đồng chí của đồn công an đến rồi, mang tin tốt đến cho chúng ta. Người ở phòng vật lý trị liệu bị bắt rồi. Thật sao? Vậy tiền của tôi có phải là có thể lấy lại được không? Đang lấy. Đợi đồng chí khác tìm hiểu rõ tình hình. Nhờ các cậu nhé. Nhờ các cậu. Vậy vào phòng ăn nói đi. Được. Đám lừa gạt này quá đáng ghét. Cậu không biết đâu, giờ bọn họ lừa đảo ranh lắm. Sao anh vẫn ở đây? Có vấn đề cũng như không. Vậy tôi đi đâu được? Đám lừa đảo lắm chiêu trò. Cậu không biết. Đâu mới là thật, đâu mới là giả. Làm gì vậy? Mừng cái xấu bị trừng trị. Vậy nên cơ quan công an các cậu phải tăng cường sức lực. Tôi còn tưởng anh chúc mừng cô gái nũng nịu của anh đến rồi chứ. Cô gái nũng nịu gì chứ? Ngoài cổng đó. Cô gái nũng nịu. Cô gái nũng nịu. Nè, anh chạy gì chứ? Đừng khóa cửa. Dạ thế nào? Tường Bảo có thích không? Sao anh không hỏi xem em có thích không? Cô thích hay không thì kệ chứ. Em không thích. Nhà cũ, một đống vấn đề, chỉ lừa được đứa ngốc như em. Cô đừng có được nước làm tới. Khu vực đó mà giá như vậy là lời to rồi. Tóm lại một đống vấn đề, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nói đi, khi nào chuyển qua?